Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận về một số thông tin liên quan đến 3 ca mắc mới SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh ngày 29 tháng 7 năm 2021 như sau. Bệnh nhân 1 trong khu phong tỏa, công tác giám sát phát hiện, bệnh nhân 124.609, sinh năm 1958, nữ, địa chỉ, khu phố 12, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước trong khu vực phong tỏa, Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc định kỳ, kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính, gửi CDC xét nghiệm khẳng định. Bệnh nhân 2, 3 công tác giám sát phát hiện, bệnh nhân 124.607, bệnh nhân số 2, sinh năm 1977, nữ, nghề nghiệp, nhân viên nấu ăn, bệnh nhân 124.608, bệnh nhân số 3, sinh năm 2020. Nữ là cháu của bệnh nhân 124.607 địa chỉ, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước bệnh nhân 124.607 làm việc tại công ty cấp nước Ninh Phước, tạp vụ, nấu ăn, không tiếp xúc gần với người trong công ty, sau đó về nhà không đi đâu, chỉ tiếp xúc với chồng, con và cháu. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ gia đình phát hiện thêm bệnh nhân 124.608, những người khác trong gia đình xét nghiệm test nhanh âm tính và xác định 5F1 có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 âm tính. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, CDC xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, 3 bệnh nhân trên, dương tính. 3 bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện, hiện tại sức khỏe bình thường. Nhận định, đánh giá sơ bộ, phát hiện 2 ca bệnh tại cộng đồng tại khu phố 4, thị trấn Phước Dân ngày 29 tháng 7 năm 2021. Đây là trùng ca bệnh cách khu vực khu vực nhà bệnh nhân 37.531, 500m và có đến chợ Phú Quý, địa điểm bệnh nhân 55.971 của khu phố 12 thị trấn đã từng đến. Ngành y tế và chính quyền địa phương khẩn trương xét nghiệm sàng lọc trong khu vực có nguy cơ và toàn bộ tiểu thương, người đi chợ Phú Quý để phát hiện, cách ly, khoanh vùng và xử lý không để nguy cơ lây nhiễm thêm trong cộng đồng. Đến 18 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021, Toàn tỉnh có 183 bệnh nhân COVID-19, trong đó có một bệnh nhân tử vong, nam, 69 tuổi, do có bệnh lý nền. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, tiếp tục thực hiện tích cực thông điệp 5K và quyết liệt cùng chính quyền địa phương tuân thủ thực hiện chỉ thị 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Không ra khỏi nhà khi không cần thiết, khai báo y tế khi biết mình có liên quan đến F0, F1, đi đến các địa điểm theo thông báo khẩn hàng ngày, cùng chung tay để sớm khống chế, khoanh vùng dập dịch kịp thời không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng